thưa các bác, chú anh chị nha. Hà Nội vẫn chưa dứt được những ngày nắng nóng các bác, nắng như đổ lửa. Ra đường quả là một cực hình các bác. Đấy thì cũng rất may là đâu đó trên đất nước mình vẫn có những người cháy hết mình vì đam mê bonsai các bác. Đặc biệt là các chị em phụ nữ rất là hoan nghênh. Cũng rất vui là hôm nay lấy giúp được cho bà chị, một bà chị rất là xinh đẹp ở trên Điện Biên các bác. Bà chị rất xinh đẹp mà chị em quen nhau từ cái hồi mà em làm video á. Đấy thì hôm nay mình lấy giúp cho chị một cái cây nhót. Đấy, cây nhót của Dũng Khung các bác nhá. Xin nhắc lại các bác, hoặc bác Dũng có nghe thấy thì cũng thông cảm nhá. Khung này là trong ngoặc kép các bác nhá, chứ không phải là khung điên. Khung này không trong nghệ thuật các bác. Đấy. Thì cũng rất vui được lấy giúp cho chị Hương, chị Hương các bác nhá. Cái này một người phụ nữ rất đẹp, tên cũng rất là hay các bác nhá. Đấy. Thì chị Hương thân mến, là cây nhót của chị đây, nhót chị thích đây, em đang định đóng thùng gửi cho chị đây. Thì tổng quan nó như này các bác, các chị ạ. Đấy, một cây trực hơi hướng văn nhân và nghệ thuật. Thì sau này em hướng dẫn sơ cho chị tí nhé. Chậu khá là ok, phù hợp với bà chị đây rồi. Phụ nữ sáng sủa đẹp đẽ, rau chùi ok, bệ rễ ngon lành chị nha. Bệ rễ đây, bệ rễ đây. Đấy. Tiếp theo là có hai con tử, chắc hai cậu con trai đây. người mẹ rất là bản lĩnh này và vô cùng xinh đẹp. Sau chị nên nuôi một cái tay xuống, buông xuống đây nhé. Đây, rơi xuống sâu bên này nha chị nhé. Ngọn đây thì chia sẻ với chị và các bác mà chưa biết làm bonsai thì nếu mà mua những cây mà đã định hình như này rồi thì mình cứ tỉa theo hình như này. Đấy là cái đơn giản nhất. Cái thứ hai, nếu mà mình muốn làm ấy, là cứ theo ý của mình mà làm thôi. Mình thích cái cây nó thành như nào, mình nghĩ cách mình làm ra như thế. Đừng quan trọng hóa dáng thế các thứ như nào ấy. Đấy, thì quan trọng là cây của mình thích làm gì nó sẽ là như thế chị nhá. Và một cái nữa là chị bảo chị thích cái mùa nhót, ăn nhót với kẹp với rau cải bắp ấy, đặc trưng của Tây Bắc ấy. Đấy thì muốn nuôi quả cái này thì chị cứ thả đi nhá, thả có quả đi nhá. Qua một quả thì thu hoạch rồi thì chị cắt nó đi theo thành hình dáng thế nhá, có nghĩa là vừa chơi bonsai và vừa ăn quả được chị nhé. Đấy, cây này là tự bệ rễ lên rất là ok và khá là nghệ thuật, bản thân trực rất là chuẩn rồi. Giống này thì rất là khỏe chị nhé. Bây giờ là đóng thùng cho chị nha, các bạn cùng theo dõi luôn với chị nha. Cũng là luôn là cảm ơn bà chị cũng như là một số bác luôn tin tưởng và nhờ em lấy giúp cây. Thì em lấy em rất là vui, vì là lấy mỗi khi mà lấy cây ấy thì đối với người bán cây ấy, người ta rất là vui vì em giúp được họ người ta, và em quay phim người ta cũng rất là thoải mái nói chuyện cho, thậm chí hôm đó không có mua cây hỏi giá biết vẫn là vô tư vui vẻ. Đấy, thì cái lợi của em là như thế, thì cũng cảm ơn các bác. Và cái lợi người bán hàng là bán được hàng. Đấy, các bác nhá. Cảm ơn các bác đã tin tưởng. Đấy, chia sẻ với cái cây suối hôm nọ này. Thì hôm nay mới để ý nhìn rất nghệ thuật lắm. Cho một cái chậu tàu nhỏ nhỏ này thì ướt sưởi. Thôi rồi, ngoài luồng tí. Bây giờ quay lại cây này đóng thùng cho bà chị nhá. Đầu tiên là em phải tưới đẫm nước này vào gốc này, đảm bảo khoảng một tuần mới đến nơi bà chị nhá. Người theo đi rất là chậm, khoảng một tuần đến nơi thì đảm bảo cây đủ nước và sống. Dự kiến em sẽ cho thùng xốp kia và đục những lỗ thông hơi chị nhé. Rồi bây giờ em làm nha. Đấy, đầu tiên là phải tưới đẫm gốc cây đã. Thì để giữ được ẩm và nước của gốc thì thường các bác sẽ cho sơ dừa hoặc là cát đây.
nhưng mà cả hai cái đấy em là không có được. Thì lấy tạm hai cái bình bình của em bé ở nhà các bác nhé, bình sạch nhé, chứ không bình không phải bình đã dùng rồi. Em vừa tưới đẫm nước ủ lên nó, nhìn có vẻ là mất vệ sinh nhưng mà thực sự là tốt đấy, vừa giảm được lực va chạm này vừa giữ ẩm được các bác nhé. Chị tâm cả nhá, không bẩn đâu nhá, đã tưới đẫm nước rồi nhá. Thêm tí nữa. Đấy. Không mất vệ sinh đâu mà chị nhá. Cho vào túi này. Đây là cuốn băng dính này. Che mất đây, lật nha, một cục bìm, hai cái bìm, hy sinh hai cái bìm, chắc không có bác nào làm nghe đâu các nhỉ, không chuyên một bác nhưng mà nguyên lý thì cũng vậy thôi, rất là chống sốc hai chữ ẩm thế đó. Bây giờ sẽ cho phải chống sốc cho cả cái chậu này, vì chậu này nó dễ vỡ, cho mặt xuống này, nhưng mà cái chậu cái thùng xốp bị cho vào nó hơi thấp, cắt cái nóc đi mình ghép lại. Đấy, báo cáo các bác là xong cái khung rồi, mồ hôi này, mồ hôi ướt chảy như suối. Đấy, thì cái nguyên bản của cái hộp nó chỉ được đến đây, mình ghép thêm những cái này ngoài để cho nó chắc ấy. Để cho nó chắc thì chỉ gia cố bằng bốn cái cọc tre, cọc bất kỳ bốn góc này để cho nó giữ, và cái phía này là phía hở để thêm một cọc nữa, một cọc này các bác nhé. Đã chốt chặt cái chậu ở dưới rồi các bác nhé, chị Hương nhé. Đó, mà chuyển đi mà tuấn đề đúng thì phòng dịch theo nó quăng quật thì bố áo rồi, thì khó tránh lắm những cái tay cành này, thì em để bớt nó xuống cho nó đỡ bị quệt vào đây, nó gãy thì sau về thì chị để lại nó lên nhá. Đấy, chị đập cái nắp nó lên, quấn
phần dính xung quanh nữa rồi thông thông mấy cái lỗ là xong đấy. Đấy. Để mà quấn và chế cái nắp trên đấy. Thì báo cáo các bác là các mặt đã được đục lỗ để thoát hơi. Cái này thì không cần vì nó cũng khá là hở đây, một số khe hở đây, mặt trên này, mặt trên đây, đây là một dãy lỗ này, các hơi, đây là một rãnh lỗ to này, thoải mái mà thoát khí. Để cũng sốt khá là nóng, mà có nước nó ủ nó thối rất dễ, nếu mà lâu. Thoát ra đó nha. Và ở phía trên này về phía ngọn cho nên là phải đánh dấu mũi tên ngược lên là phía này phía ngọn nhé, để cho người ta biết dưới này gốc dưới này ngọn, không người ta lộn ngược lên cái là bung bét hết. Thế nên mình ghi mình cố định gốc rồi nhưng mà nó vẫn không thể nào mà cẩn thận được. Tốt nhất là mình cứ chỉ dẫn người ta như thế và dán tên người nhận mình như ở đây, tí nữa sẽ dán sau nhưng mà các bác mà chuyển lên được cũng thế thôi. Chị Hương nhé, em sẽ ghi cả địa chỉ và số tên cũng như số điện thoại của chị ở đây để người ta liên hệ với chị. Đấy. Rồi. Chắc phải mất 4-5 ngày mới nhận được cái chị Hương nhé. Chịu khó cố gắng nhé. Đấy. Yeah. Để đi lấy cái bút được. Dấu viết tên chị nhá. Mệt quá các bác ạ. Vừa mới đang định quay nhưng mà Viettel nó đến nhanh quá. Chuyển đi rồi. Hy vọng là mai kia nó mát trời thì cây nó không sao, mình lên đến đấy. Hôm rồi một cái cây tùng la hán em gửi lên Hạ Long ấy mà phải đến đúng một tuần người ta mới nhận được. Và sau đấy 2 tuần nữa em mới nhận được tiền. Rất là căng. Ôi. Thôi sao, xin cảm ơn các bác, cô chú, anh chị em tin tưởng. Đặc biệt là hôm nay là chị Hương. Nghĩ coi như là em đã xong một cái việc. Mặc dù rất là mệt mà cũng vui đấy các bác. Bởi vì là, nó cũng vì là thời tiết nó nắng quá thôi. Chứ cái việc nó cũng không có gì nặng nhọc lắm. Đấy, nhưng mà vui tí mất mồ hôi cũng phải sao. Nhìn thấy cây nó xanh tốt này, tê mát, lòng mát dạ các bác nhỉ. Rồi. Xin cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nha. Cảm ơn các bác đã luôn tin tưởng và theo dõi. Xin chào tạm biệt nha.